sau khi máy xong hai đường khóa ở 2 mét như thế này. Các bạn phải kiểm tra lỗ đang như thế này để kiểm tra phần khóa phải có ít nhất 2 phân không chạm vào đây. Phần khóa vừa đang như thế này mới là chuẩn. Sau đó các bạn chú ý chúng ta sẽ gập lại như thế này. Chúng ta sẽ có 2 đường như thế này chưa may. Và nhiệm vụ của mình là gập cái khóa này xuống. Sau đó mình may 1 đường từ đây cho đến đây. Muốn như vậy, muốn không may vào khóa thì chúng ta phải dùng ghim hoặc là chúng ta lấy tay giữ. Các bạn nhớ đặt thẳng mép vào với nhau như thế này. Chúng ta hơi thừa một chút thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta sẽ may từ đầu của miếng vải chính đến đầu này của miếng vải lót. Nhưng bên còn lại thì chúng ta sẽ may, chỉ may hết vải chính qua đoạn khóa. Qua đoạn khóa khoảng 3 phân thì chúng ta sẽ để cách một khoảng 15 phân. Chỗ này chúng ta lại may tiếp một đoạn. Đó, tức là cái đoạn này của chúng ta sẽ không may để chúng ta chừa lại làm đường lộn. Chúng ta đã may được một bên như thế này. Các bạn chú ý mình sẽ may mép sát như mép như thế này. Rồi, bên còn lại chúng ta may hết phần chính. Thank you.
4 góc còn lại. Sau khi may xong các đường sườn và các góc như thế này, chúng ta có một hình túi với phần lót bên trên như này. Sau đó chúng ta tiến hành lộn. Cái lộn sau chúng ta cho phần lót vào trong. Phần vải chính các bạn có thể dùng máy sấy hoặc mình sẽ phơi chiếc túi ra ngoài trời nắng thì những vết nhăn do lộn sẽ dần dần tự phẳng lại. Thế thì mình sấy vào bỏ vào trời nắng cho các bạn vuốt các mép khóa phần lót nằm êm vừa vừa. Bước tiếp theo chúng ta may mí cho phần khóa.
Ở đây mình sử dụng máy khâu có đầu mở rộng như thế này thì dễ may hơn. Tuy nhiên, với tất cả các máy khâu gia đình thông thường chúng ta đều có thể may dễ dàng. Vải khoảng 2 mm thì càng đều và nhỏ thì càng đẹp. Bạn nhớ sau khi may mình phải vuốt, vuốt phần dưới, dùng tay vuốt phần dưới và vuốt phần vải chính, sao cho vải lót không bị bồng lên. Nếu bồng lên thì các bạn may sẽ bị thường khoảng rất là xấu và bị khó đóng khó. Sau khi mí xong phần mép khóa, chúng ta tiến hành may một đường mí nữa, cách đường may vừa mí khoảng 2 phân.